Pì nọng lường điếp, kỳ pì đã quá, cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc, ký đoàn thể, xây ký hòa giải viên dù ký bản tố huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đã hết đây việc dân vận trang việc hòa giải dù ký bản. Quán này, có phấn ọt yên xã hội, bước tính việc hết kinh dù tỷ phương. Bản Thần Lãng, xã Y Tỷ, huyện Chi Lăng, ngại mỉ bác, tham thiếp thí, thường, mỉ sở hốc bác, chất thiếp cần dân. Cả này tổ hòa giải bản, mì hà cần, mọi bày chắc thể trang bản mì ký hồn hảo, ký hòa giải viên, đạm hì nà, khoái táng xa chắc cốc co, thông thọ vụ việc, chập nà phối gửi cần dân chắc, việc đây việc bắn đây, kẻ ký mòn thông phạng bắn ngắm cỏ căn, theo bước tính thêm nghĩa tình bản còn, phần thêm kêu thật, trang pi thong xiên nhị tiếp tham, bản phát ốc tham vụ việc, tổ hòa giải đạ hòa giải phần tặng tham vụ, có phấn ổn tình an ninh xuống bản con. Vừa mì việc mới ngắm cò căn bong lầu xa chắc cốc co đê đén cả hử tặng song vàng cái mòn đây mòn lóa đầy bị nọng đầy thông đầy chắc tổ hòa giải mà cả đầy bị nọng nhất lim. Dũ trang tổ hòa giải của bản vừa mì đơn của cần dân lầu trích lì xây cái cần trang tổ hòa giải thân tắm lườn xa chắc cả hử bị nọng mọi giường xe xây căn kẻ mí hử mì hộn cái. Xã Thượng Cường hãy nghỉ chất bác nhỉ thiếp hốc trườn, mỉ tham xiên bác thì thiếp lai cần dân, phấn cần dân tộc nội cần, cháp cầu thiếp cầu phấn bác, trình độ của cần dân bắn lần căn. Tới sóng việc này cấp vị chính quyền mặt trận tổ quốc xã, đã lòng thêm chào khoay ngài, thay ký tổ hòa giải, phúc tính đẩy thêm chơi cần diêu cua đầu, vang kẻ ký hồn hạo, phát óc rú tỷ phung. Cả ngày rú xã, mỉ chất tổ hòa giải, mì thí thiếp chất cần kipi đã quá nhòng hết đây việc hết dân vận ký tổ hòa giải xuống cơ sở đại dường thung chim chơi cần diêu cúa đầu trang việc thắng cả cần dân hết đây tàng lò cúa đảng chính sách pháp luật của nhà nước chào khí nhất chim trang cần dân vì vận trang pi thong xiên nhị tiếp tham xú xả mí mỉ thác vụ việc hộn hạo rèo hòa giải cần dân nhất chim thi căn hết kinh tặng có đen tỷ tài phản tài hất kinh chầu mì đây mạc pi thong xiên nhị tiếp tham phấn thuần văn hóa cháp sở cầu tiếp hà phấn bác thuần thải bản còn đầy bản còn văn hóa trang pi quá say kí pi tẻo lăng trang bản mí mì việc cà cạng lăng lai bong lầu sương khi ngòi trướng hữu bản còn đầy on yên mí mì việc to trang căn mí ngắm co căn. Huyện Chi Lăng nại mỉ bác hạ tiếp chất tổ hòa giải, mỉ xiên lai cần. Ký tổ hòa giải hất đây theo quy trệ, hất đây việc hòa giải theo các việc cả cạng, biến bần việc ngài, việc cải biến bần việc thái bần việc mí mỉ. Kẻ lập thì ký hồn hạo tỏ tranh, bao ổn yên tỷ phương, bước tính nghĩa tình bàn còn vằn thêm kêu thật. Ký hòa giải viên, phấn lai xảy la ký cán bầu lãnh đạo xuống tỷ phương. Cần đầy bình họng trang bản tấn điếp, xảy chăn tim hất đây việc đẩy ban chắc cách thắng cả cần dân kinh rú đây đuổi căn, hất đây theo pháp luật, đẩy cần dân tấn điếp lược bầu. Xảy nảy khai ký việc hất ngám hạp, the ký hòa giải viên, chập nà xăm thon căn cách hất vận cả. Ban thi hòa giải viên sỏi khai ban thon ký cách hất đây, mỉ lai ký màu hất trang việc hòa giải, nhòng nảy việc hòa giải rú cơ sở bây khẩu on tình. Hòa giải phản cảng đây, trang pi phát óc thông bác tham tiếp trí vụ việc, trang hải ký tổ hòa giải, đạ hòa giải bần thể bác cầu tiếp vụ, phấn vụ hòa giải bần, lai hốc phải tham phấn bác vì sóng pi thong xiên nhị tiếp nhị, khảm ất phải hạ phấn bác vì sóng chỉ tiêu vua pi. Tăng cầu bán của xã Quan Sơn xây mì tổ hòa giải mì hốc clip ít cần là pi mà cái cần trang tổ hòa giải đẩy son nghiệp vụ son pháp luật máu hủ đây trang pi thong xiên nhỉ clip lam cái tổ hòa giải đã hòa giải nhỉ clip lam việc trang này hòa giải phần nhỉ clip ít việc vấn lai tòa trang tâm đinh ký tổ hòa giải chăn trừ cọp phấn khảo việc kẻ cái mòn cà cạng mới ngắm lim rú trang bán thê hết đây thêm việc hòa giải. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã thắng cả Mặt trận Tổ quốc ký xã, Ban công tác Mặt trận bản, các hạp việc hòa giải sau ký phong trào, ban trọng việc, rú bản còn.
tăng sân nhất trim chứng chấp kha bản mớ, chứng chấp đô thị đêm nhạc, phản hội đại đoàn kết ký dân tộc, đã trào bần phong trào quảng khóc, trăng cần dân, ao việc có bần tổ hòa giải, khẩu tiêu chí hỏi xét, nhìn bản văn hóa, xả thải thông rõ mửa pháp luật, thi căn khen thưởng an pi của ký bản, tự hất đây việc hòa giải, đã có phấn tặng có tra trưởng văn hóa, bản còn văn hóa. Pi thong xiên nhị tiếp tham, tăng huyện phấn thưởng văn hóa, chất tỉnh cầu tiếp ớt phấn bác, lai ớt phẩy thong phấn bác, bị sóng pi thong xiên nhị tiếp nhị. Bản văn hóa chất tỉnh cầu tiếp tham phấn bác, lai chất phẩy hạ phấn bác, bị sóng pi thong xiên nhị tiếp nhị. Thông rõ việc hòa giải giúp bản chăn tải cần diếu, ký bí sở nấy cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc huyện Chi Lăng chăn tải lồng khiêm thân ký tổ hòa giải, băng tròi khe ký tổ hòa giải hết việc đây, cáp hạp thật khe hết đây việc hòa giải. Ngọng hết đây việc hòa giải, tứ bản còn khôi phổ, vì bận xuống huyện Chi Lăng, phấn đơn thư khiểu nại tố cáo, phản càng nòi, chào khí nhất trim trang cẩn dân, chúc tính trim chơ, nhất trim thẳng dân. Tứ này có phần chúc tính việc hất kinh, rú tỷ phương, tài phần tài vây khỉnh trầu mì, tây nhạc,